Thì bán sâm nhung đó thiệt là đại hạ giá đó. Loại ổ yến cấp 1 mà bán chỉ có 300 mấy một lượng thôi, thiệt là ngon lắm. Tôi định là tối nay biểu ông xã làm cho tôi ăn. Ê, còn cái quảng trường điện tử nhà kế bên tôi có bán nhiều đồ chơi điện tử lắm. Tôi đã hứa với thằng con của tôi, nếu nó thi hạng nhất sẽ mua cho nó. Chị đã cả tiếng đồng hồ không ngừng nhắc tới chồng với con của chị rồi, không thấy mệt hay sao? Thì hạnh phúc đó, có tứ nhìn ra được mà. Cẩn thận nha. Ê, bị đuôi thì đừng có bà đang lái xe nha. Nè, con mụ kia muốn làm dữ hả? Tôi đâu có đụng xe của bà đâu. Ê, nói gì? Chị hai à, chị từ đường nhỏ đem ra đường lớn chị không coi chừng xe hay sao? Nè, bây giờ tôi có đụng trúng xe của chị à? Không thèm nói với các người nữa. Chị không biết lễ phép gì hết. Chuyện gì? Muốn gây chuyện hả? Tại chị làm lỗi trước mà. Chị từ ở đường nhỏ đem ra đường lớn nè. Nói mà con xin lỗi có được hay không hả? Xin lỗi hả? Nói xin lỗi cái gì? Xin lỗi cái gì đây hả? Con muốn cái gì hả? Ê, giờ đừng có làm dữ với tôi. Xin lỗi, đền tiền đi. Đền tiền. Đừng có hồng. Nơi, đền tiền cái gì? Đừng gây. Làm ơn lái xe tránh qua cho chúng tôi đi. Ai xin. Con chạy đi đâu nữa? Nè, chạy đi nha Mỹ. Mắt hết. Trình
quan. Anh bị tình nghi bán độc phẩm cho người của dòng ngựa, xâm phạm tới lợi ích điều khoản của hội cá ngựa. Bây giờ mời theo chúng tôi về giúp việc điều tra. Xếp dân, Trình Quang không chịu nói gì hết. Tôi định là câu lưu hắn 48 tiếng đồng hồ rồi cho người đi theo dõi. Tốt, chúng tôi đã liên lạc với hội cá ngựa. Nghi ngờ có người khống chế dòng ngựa để mưu đồ lợi ích riêng. Điều này liên hệ tới người cưỡi ngựa huấn luyện mã phu, thậm chí là mã chủ. Chúng ta đã thông tri hội cá ngựa phải điều tra vụ này. Nếu như cần thiết, họ phải hợp tác với mình. Yến à, vụ này giao cho tổ chức của chị làm nha. Yes sir. Nghe nói lần này Sở Liên Chính đã xuất hiện tổ Phượng Hoàng. Tổ Phượng Hoàng thành lập bấy lâu, tại sao chưa có hề nghe nói qua vậy? Xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời. Thưa cô, tổ Phượng Hoàng có phải do các con tổ chức hay không? Nè, cô hai à. Cuộc thứ tư của ngày hôm nay là giật đi cá ngựa. Tổng cộng có 9 con ngựa dự đua, và tất cả đã ra bãi cỏ. Cuộc đua này thiệt là một cuộc đua hấp dẫn. Tất cả đều lạc quan. Với số vốn là đại tướng quân, con ngựa này xác suất cao nhất mà. Hôm trước chúng tôi có trò chuyện với người huấn luyện viên Mã Tuấn của con ngựa đại tướng quân này. Anh thiệt là có lòng tin. Nếu con ngựa này nói là ăn chắc mà. Bây giờ coi số bối nha. Số bối đại tướng quân vẫn là con ngựa năm nhất. Các số dự đoán chỉ được có 4 bối thôi. Còn con ngựa lạnh nhất là con ngựa số 5 Hồng Ngội Tuyến, cũng có 10 bối thôi. Thiệt là không có thua xa bao nhiêu. Thôi được, bây giờ chúng ta coi lại số bối nha. Đột nhiên số vé con số 1 ào ào tới. Bây giờ chỉ còn có 3 bối thôi. Còn con số 3 thì được 4 bối, khiến cho con số 4 đại tướng quân chỉ còn có 5 bối. Thiệt là khiến cho bà con thắc mắc, tại sao đại tướng quân lại bị xuống vé như vậy. Để lát nữa đây hỏi Mã cũng mới biết được. À được rồi, bây giờ lại có tin tức mới. Ngựa có vé nhiều nhất, số 1, đột nhiên bị đau chân phải bỏ cuộc. Cho nên tất cả vé đều dồn xuống cho con bàn chân số 3. Cho nên khi không số 3 này, trở thành con có số vé nhiều nhất. Wow, thiệt là lợi hại, cô Lê La vậy nhất. Với lại vị trí cộng thêm thì không biết làm sao mà kể. Wow, con số 3 vé nhiều nhất này có vẻ bị tốt mồ hôi rồi đó. Thôi được, tất cả các con ngựa đã vào cửa rồi. Cuộc đua sắp sửa bắt đầu. Chuông vừa reo cánh cửa sắt đã mở ra, cả đám ngựa đã phóng ra. Số 2 và số 8 đã chiếm ở đầu, còn đại tướng quân thì giữ số 3 và số 4. Và bây giờ đây bàn chân lớn đã dẫn đầu, và con số 2 đã đứng ở vị trí số 2, số 4 vị trí số 3. Nhưng mà khi vào tới đường thẳng, con bàn chân lớn đã bị mất đi tung tích. Bây giờ số 2 với số 4 như là ngang hàng với nhau. Trong lúc này, con số 4 đã lao mình dọt tới và đã bỏ lại các con ngựa phía sau một khoảng cách dài. Cuộc đua này, con số 4 đại tướng quân về nhất. Ha, Mã Tuấn này cũng có tài thiệt. Gian lận thôi. Hít nhiều chút đi hả? Phải không anh Tuấn? Tôi đã nói ăn chắc mà, cả triệu bạc tiền thưởng để vô túi rồi. Anh Tuấn à, thật ra làm người huấn luyện có phải là kiếm được nhiều tiền lắm hay không? Miễn là kiếm ra được thì xài đi được mà. Được. Tôi này, của tôi nè. Ôi, quá tiền quá. Đây. Ông Tuấn, ông Lạc, tôi là chủ nhiệm điều tra cao cấp của ICAC Nhậm Tổ Yến. Ông Tuấn, làm huấn luyện ngựa bao lâu rồi? Khoảng chừng 3 năm. Vậy đã có người bị ông thâu lợi ích để khống chế kết quả hay không? Không có. Chỉ có việc ăn uống tháng trước của ông cũng đã hơn 200 mấy ngàn. Và không ngừng xài tiền mua quà cho bọn đàn bà. Tính ra một tháng cũng 500-600 ngàn.
Tiền từ đâu mà có? Cái gì? ICAC làm dữ hả? Hù tôi à hả? Có tin tôi kiện các người xâm phạm nhân quyền hay không? Tiền cho tôi cờ bạc ăn được từ Macau trở về, còn có tiền thưởng ngựa đầu của tôi nữa. Chị nói là bao lì xì sinh nhật của má nuôi tôi à, cho tôi cũng không ít đâu. Tôi có tiền mà, có thay kệ tôi xài cách nào. Được. Anh đừng tưởng anh có chút xíu tiền là làm dữ đó nha. Nếu như tiền của anh không có được sạch sẽ thì tôi nhất định sẽ kiện anh tới cùng. Tùy ý cô. Trong một năm phòng ngựa của tôi ăn biết bao nhiêu cuộc, tôi lãnh được bao nhiêu tiền thưởng tôi cũng không được rõ ràng. Nếu có thì giờ từ từ điều tra. Anh đã mua hết bao nhiêu nữ trang cho bọn đàn bà? Trong một năm tôi có nhiều đàn bà vậy, tôi đâu có nhớ nổi. Coi bộ cô cũng sắp 30 rồi đó. Nếu như trẻ được vài tuổi, có lẽ tôi sẽ tặng dây chuyền cho cô. Không biết. Tôi thì không biết mà. Tôi vừa thực tập xong thôi, đâu có biết nhiều chuyện vậy. Như vậy anh có biết Mã Tuấn chơi thân với đám người nào hay không? Ông Trác. Ông Trác là chủ ngựa của đại tướng quân mà. Phải. Ông thường cho tôi nhiều điều lợi. Điều lợi gì? Gái tà, gái đầm hay là mấy con nhỏ học sinh chẳng hạn. Tên Mã Tuấn này coi bộ cũng cài cú lắm. Nhưng mà coi bộ hắn là người biết nhiều nhất. Thiệt là thấy ghét mà, cứ nói chuyện nhăm nhở, nhục nhạt. Chị đã gặp bọn lưu manh nhiều rồi mà, thôi kệ hắn đi. Tụi nó là đồ cặn bã, nếu chọc tức tôi hả, tôi sẽ đập cho nó một trận cho coi. Chị Hai. Sao em còn ở đây? Phòng kế bên đòi bán sau văn kiện để họp tòa xử. Ờ. Uống đi. Cảm ơn nhiều. Nè, đã được hải dân rồi. Nè, nói gì đó? Cần chi bực bội chị Hồng, nói xuôi miệng thôi. Xuôi miệng cái gì, tôi 30 mấy tuổi chỉ có thằng em này thôi. Cái anh đừng có hòng ăn hiếp nó đó nhờ. Khích cái anh đó. Anh thiệt là. Chị Hồng của mình chưa cực chưa khổ cũng vì thằng em này thôi. Mấy anh chị đừng có hòng hiếp chị nha. Cô cái gì mà cười? Cô không cần đi học sao? Đi chứ, nhưng mà chưa tới giờ. Nè, biểu thằng Kỷ nấu canh cho em. Cứ đừng có ăn bừa bãi bên ngoài, có hại cho sức khỏe lắm. Dạ biết rồi. Các vị, bye bye nha. Bye bye, bye, bye. Quê, làm đàn em của chị thật đỡ lắm. Có tiền để uống canh ha. Hay thôi, tôi làm đệ tử đi nha. Đi đi đi. Em đi thăm đi đi. Em đi làm chục đó mà. Đi đây đây đây. Đi đây. Đi đây. Làm gì chứ? Nói cái gì? Ôi, nè. Nè, ăn đi. Nước đây, nước đây, nước đây, nước đây. Cảm ơn các vị. Không có gì, đừng khách sáo mà. Cảm ơn nhiều. Vui vẻ nha. Để tôi vô rửa luôn cái đống rau đã. À, Quế à, Quế, đi ra tiếp đãi bạn bè nè. Ê, được rồi. Ê, ăn tự nhiên đi nha, đừng có sáo. Đừng có sợ mấy chú này như là mồi da đỏ đó. Quế, thiệt tình già không nên nết. Dạy hơn con cái đó. Ôi, đừng có nói bậy bạ nha, thằng con của tôi ngoan lắm đó. Chị được hạnh phúc như vậy thì phải ở lại trong nhà đi, đừng có ra ngoài làm liều làm cái gì. Bây giờ tôi chỉ làm dĩa thôi, không có định liều mạng đâu. Thiệt à? Phải mà. Tôi đã có nói rồi, cưới vợ rồi thì không thể đi chơi khuya đâu. Điên rồi. Nói vậy là sai, thật ra làm đàn bà cũng phải có sự nghiệp của mình chứ. Không lẽ đám cưới xong là phải làm bà nội trợ hay sao anh Tài hả? Nhưng sao mà ở nhà con chứ. Tại vợ tôi thích mà. Anh Tài à, để tôi học nghề anh nha. Anh thì ngồi ở văn phòng, vợ anh thì liều mạng. Anh có cảm nghĩ gì? Tôi thì thoải mái, còn vợ tôi thì hơi cực. Nhưng mà không sao, mỗi ngày tôi hay nấu canh cho bà uống lắm. Wow, chồng của tôi tới nhị thôi. Ê, thiệt là hạnh phúc rồi. Alo. Phải. Yes sir. Bên cảnh sát đã bắt Mã Tuấn. Bắt Mã Tuấn? CID. Ông Tuấn, kiếm được nhà phiến trong phòng của ông. Ông giải thích sau đây. Bây giờ chúng tôi chính thức thưa ông tội chứa độc phẩm, làm phiền theo chúng tôi về. Được. ICAC. Xin lỗi, ông Tuấn đang giúp chúng tôi điều tra một vụ án, ông không thể dẫn ông về. Vì các người lo liệu xong trước đi. Bây giờ chúng tôi đang điều tra vụ án độc phẩm, ông giúp ích được nhiều. Chúng tôi bắt được ông trước, không thể giao các người. Chúng tôi đã báo với lại ti cảnh vụ và đã có thủ lệnh. Bây giờ Mã Tuấn đã được chúng tôi bảo vệ,
Chúng tôi theo dõi bấy lâu mà. Bây giờ ai xì ai xì các người, đòi lấy người hả? Nè, có chuyện gì đó? Chúng ta đi làm việc thôi mà, anh cần gì phải bực bội chứ? Xin lỗi. Bỏ đi, các người có thủ lĩnh mà. Ông tướng, mời ông theo chúng tôi về. Tốt, ít ra có cà phê uống. Anh Huy, hẹn gặp 11 giờ ở quán bar. Được. Giải tán. Yes, sir. Uống cái gì? Double whiskey, order. Chúng tôi chỉ có cà phê thôi. Cũng được thôi. Thêm một chút XU thì càng thơm. Ông Tuấn ơi, chừng nào ông mới có thể đàng hoàng trò chuyện với lại chúng tôi? Cô Yến à, tôi đã trò chuyện đàng hoàng với cô lắm rồi. Nếu không thích thì thôi đi. Bây giờ trước mắt của anh có hai con đường. Một là hợp tác với lại chúng tôi, khai ra những cái chuyện nhân lần cá ngựa ra hết đi. Chúng tôi sẽ làm nhân chứng đặc xá cho anh. Nếu không là sẽ giao anh cho bên cảnh sát. Tôi không biết gì hết, cô biểu tôi nói gì đây? Tôi chứa độc phẩm thành lập là anh sẽ bị tù ngay. Vậy là cái người hợp sức cho tôi thôi. Tại lần này không có mày bị bắt quả tang. Tại sao cứ bắt tôi làm nhân chứng chứ? Hầm cao có bao nhiêu người không bắt lại bắt tôi? Tôi không cần thiết phải hợp tác với cô. Con đường là do anh tự chọn. Anh có gian lận hay không lại phải rành hơn tôi. Tôi chứa độc phẩm thành lập, cùng lắm là 1-2 năm thôi. Nhưng nếu như chúng tôi kiếm được chứng cứ cá người gian lận của anh nên vô hàng rào tội nhân, ít nhất phải bị hơn 8 năm đó. Nói thiệt với anh nhờ, trước sau gì cái bằng huấn luyện cá ngựa của anh cũng đã bị mất rồi. Vấn đề là coi anh muốn bị mấy năm tù thôi. Cô thiệt là quá ngây thơ. Cái giọng của chúng tôi nhỏ lắm, tôi không thể nói bậy được đâu. Tổ phượng hoàng của ICAC chuyên trách bảo vệ nhân chứng. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho anh cả ngày lẫn đêm, cho nhà anh ở, và tuyệt đối bảo mật. Cho tôi ly cà phê đen. Mà tôi đã chịu hứa làm nhân chứng hợp tác với mình rồi. Thiệt hả? Thiệt vậy hả? Anh chị hãy nghe nha, ngay từ bây giờ trách nhiệm của mình là phải bảo vệ cho Mã Tuấn, phải đóng đinh người đầu sỏ làm gian lận ở đằng sau cho cấp tốc. Anh hãy ăn bài chỗ cho Mã Tuấn ở. Yes madam. Mình hành động thế nào? Chị Yến à, hồ sơ photocopy của chị đi. Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Không, em thấy không được khỏe, em mới vừa khám bác sĩ. Vậy bác sĩ nói thế nào? Báo cáo chưa ra, nhưng mà em thấy chỗ này bị đau nhức đó, với lại thường hay mệt mỏi. Vậy em đừng có làm nữa, về nhà nghỉ chút đi hả? Phải, cũng khuya lắm rồi, hai người về nhà đi. Tôi về trước nha. Cô Yến. Ừ? Đã quá 11 giờ rồi. Lại một mình hả? Bạn gái của anh đâu? Rửa ly đi, nhiều chuyện quá. Hey, thật ra bạn gái của anh cũng khá lắm rồi. Tùy duyên đi ha. Tôi nói thiệt nha, thời buổi bây giờ, đàn bà mà có sự nghiệp đó hả, không có dễ kiếm đâu. Hey, tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Hey, tới rồi hả? Uống gì đây, bia hả? Cho cổ gin tonic. Ok. Cần giận hay sao? Cái vụ độc phẩm bên anh đã theo 4 tháng rồi. Người có đầu mối đã bị em đập chìm. Em chỉ là làm theo lệnh thôi, đâu có biết là anh đang theo dõi Mã Tướng. Xin lỗi nha. Thật ra kẻ nói xin lỗi phải là anh. Lúc nào anh cũng nóng tính. Hay là Mã đi xin đây nha. Em không được, em đang phải theo nhân chứng Mã Tướng. Lại là tên Mã Tướng hả? Hắn nổi tiếng là chơi gái mà, em còn ở chung với hắn. Em phải tự cẩn thận lại đi. Em chỉ làm việc thôi. ICC không phải là phản tàu bô hay sao? Tại sao phải làm nhé với ai? Em đừng làm nữa, mình đám cưới nha. Anh không phải đang cầu hôn với em chứ? Anh nói thiệt đó. Anh định đám cưới xong mình sẽ kiếm một công việc làm ổn định hơn, để khỏi liều mạng quá. Anh thiệt là lo lắng cho em đó. Được. Đợi khi mà em nhận được chiếc nhẫn thì em sẽ suy nghĩ. Anh đã suy nghĩ tới rồi. Sau khi đám cưới mình sẽ tới Âu Châu du lịch. Vậy có tốt không? Đám cưới xong rồi thì hãy nói. Em thích loại nhẫn cưới nào? Huy à, anh nói chơi thôi. Bạch kim, mật nhám. Bây giờ đi mua ngay nha. Nha. Anh điên rồi hay sao? Đã đóng cửa rồi. Sao xẹt đó, cầu nguyện mau. Cầu nguyện là có nhẫn cưới đó. Mau lên đi. Em
Tuần trước anh đã tới đây mua. Anh biết là em sẽ thích hay sao? Tặng cho vợ của anh. Cảm ơn. Sao anh nói là sao xẹt? Anh chỉ nói là có sấm sét thôi. Nói thiệt nha, anh còn cái gì gạt em đây? Quen biết mấy lâu em nghĩ anh có bao nhiêu chuyện gạt em đây. Phải đánh anh mới được. I'll give you everything I can. I'll be everything you have. Let me go on. Chào ông Trác. Ông Trác à, Sở Liêm Chính tới kiếm mình. Hai hôm trước Mã Tuấn được mời đi uống cà phê. Có sao hay không? Ông Trác. Tôi bận việc, lát nữa kiếm tôi đi. Anh gì à, anh nghĩ sao hả? Bộ Liêm Chính theo tôi sát lắm. Cảnh sát lại đi moi tôi nữa. Nếu như chuyện của Trường Đưa với lại độc phẩm bị tiết lộ ra ngoài thì mình sẽ không xong đâu. Anh có đề nghị gì? Tôi muốn qua Hòa Lan tạm lánh mặt. Hòa Lan tốt sao? Ở trên giang hồ không có ai biết danh chó sói của ông. Ông nói một câu có gì là không xong. Mấy triệu bạc, mấy ông lại có đáng gì? Uy hiếp tôi hả? Anh đừng có nói như vậy, còn hơn là bị chết chung mà thôi. Tôi đã lên được chỗ này, không dễ bị người ta chơi chết đâu. Vì tôi đủ hung tàn. Nếu như muốn chết chung với tôi thì hãy qua tay tôi trước. Kiếm người thay lại tấm thảm, làm sạch sẽ chỗ này. Dạ ông Trác. Vô đi. Ông Trác. Bên Sở Liêm Chánh, anh biết xử sao chứ? Dạ, tôi biết rồi. Ông Tuấn, trong khoảng thời gian anh được bảo vệ, chúng tôi sẽ để cùng chỗ ở cho anh và có người tới bảo vệ cho anh. Nếu không cần thiết, chúng tôi thì là mong anh đừng có rời khỏi căn nhà này. Ê, ăn mì. Ồ, đang làm gì mà cũng lo ăn nữa. Nếu không thì sao? Anh ngủ từ sáng tới chiều, không lẽ tôi ngồi đếm ngón tay hay sao? 5 giờ rồi mà vẫn còn ngủ nữa. Thiệt là bậy bạ. Nè, đi đâu đó? Đi ăn sáng. Đi ăn sáng. Bài đồ ăn kiểu này mà ăn sáng, ăn không hết hả, khiến cho người ta phạm tội. Chị bực bội làm cái gì, ăn bao nhiêu tiền vô vẫn sẽ bị ý chạy hết thôi. Ăn được thì đâu sao? Thôi thôi, hai chị đừng có gây nữa, đi coi có người tình nghi hay không, đi đi. Thế được, đi đi. Ai? Anh Tuấn. Chào anh Dĩ. Đã lâu không gặp ha. Hello. Nè, làm ơn khui thêm cho tôi 2 chai rượu. Dạ. Nể mặt uống ly rượu với tôi nha. Xin lỗi, đại giúp khách nha. Sao hả? Dạo này làm ăn thế nào? Nể mặt uống ly rượu với tôi nha. Xin lỗi, lúc làm việc tôi không uống rượu đâu. Năm 1958, tuy là không mắc lắm đâu,
nhưng mà cũng mất 2 ngàn một chai. Ông Tuấn, ông thích sinh hoạt kiểu nào đó là quyền của ông, nhưng mà tôi mong là ông cũng phải tôn trọng người ta một chút. Cô có biết không, thật ra cô rất đẹp. Nếu cô giống như họ mặc áo hở ngực một chút hả, có lẽ tôi sẽ cua cô đó. Hello, sao tới trễ vậy? Nè, ngồi đi hả? Nè. Cái loại nước hoa này thơm quá đi. Có phải cái loại anh tặng cho em không hả? Dĩ nhiên. Không phải. Thiệt sao? Ừ. Để anh ngửi thử cái đã. Mở mất ra mấy tiếng đồng hồ thôi đã xài hết mấy chục ngàn. Tôi từng túi này chưa hề nghĩ qua. Ờ, có cho chị cũng đừng có nghĩ, hắn điên mà. Ở trong 3 tiếng ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Ê, đúng thiệt là điên quá. Thì kệ đi, trên cơ bản thì nhân chứng có quyền tới bất cứ một nơi nào, làm bất cứ một việc gì, đừng có ảnh hưởng tới an toàn là được rồi. Nè, đừng có ngồi ở đây nha, coi các chỗ coi có cái gì hay không. Được. À, gì đó? Xin lỗi, tôi tắm rửa xong quen vậy đó. Bộ trước khi cô mở cửa người ta không quen gõ cửa sao hả? Tôi kiếm ông Tuấn, mời vô. Chiến à, cô này tới kiếm ông Tuấn. Sao đông người quá vậy? Ồ, cả 3 người là hộ vệ của anh đấy. Ba cô không phải là cảm thấy hứng thú chứ? Nhưng mà hôm nay tôi cũng có hứng thú chơi nhiều vậy đâu. Đi tiện à? Rút vào phải. Anh là muốn đi đâu đây? Tôi phải về trường đua. Anh bạn à, anh vừa rút chân từ cái chết ra thôi, còn đi chạy loạn hả? Bây giờ là 4 giờ mấy rồi, tôi phải về giờ buổi sáng chứ. Ông Tuấn à, ông có thể nghĩ cho an toàn của ông mà hợp tác với chúng tôi hay không? Nè, Mã Tuấn, nè, anh muốn sao đây? Cô không thích thì có thể đi, đừng đi theo tôi. Không lấy xe đi đi. Anh có biết là anh chạy loạn như vậy nguy hiểm lắm hay không? Cô hay à, tôi là người huấn luyện ngựa. Ngày mốt có cuộc đưa ngựa, 10 mấy con ngựa phải chờ tôi về. Bây giờ tôi không phải tham gia đoàn du lịch, cô muốn đi đâu tôi phải đi à? Anh có biết bây giờ có cả mấy chục cây súng đang chỉ về anh hay không? Nói cho cùng là cô sợ tôi chết, không thể chỉ chứng chắc gì thôi. Cô vốn không phải là lo cho an toàn của tôi. Nếu tôi chết đi thì cô sẽ uổng công phí sức mà. Anh tưởng là chúng tôi mất tích như vậy sao? Phải, tôi biết cô muốn hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng có nhiệm vụ phải hoàn tất. Cô không có quyền cản tôi. Anh muốn chết tôi không có quyền cản anh, nhưng mà tôi không muốn vì một mình anh mà khiến cho chị em chúng tôi có tử thương. Vậy thì các cô đi đi. Các cô phải tập trung chức thủ, tôi cũng phải tập trung với công tác của tôi chứ. Bà con các ngựa Hồng Kông đang chờ bầy ngựa của tôi ra đua đó. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chết ở trường đua. Được, nếu như anh kiên trì, tôi sẽ đưa anh đi về. Còn chưa được, tập thêm đi. Tôi định là cho dừng thêm vài giờ không? Phải cố gắng chút nha. Ông Tuấn, chào, chào. Lần này đại tướng Vương ra đua tranh giải đó, ông nghĩ sao hả? Lần trước sau khi giật giải, con người đã được nghỉ một thời gian. Bây giờ chỉ giật lại thì được rồi. Lần trước chạy đường ngắn thì đại tướng quân đã thắng rồi. Lần này chạy đường dài không biết đại tướng quân có được hay không ha? Lần trước nó chạy từ đầu tới cuối, lần này đường dài phải chạy một khúc cuối thôi.
Con ngựa này nó rất chịu cực, tôi nghĩ khá lắm được mà. Ông nói như vậy như là có lòng tin thắng hết ba cuộc này hả? Ở Hồng Kông chưa có vua ngựa ba đợt liên tiếp. Tôi muốn thử. Được, chúc cho ông thành công. Cảm ơn, chào. Cảm ơn nhiều, bye bye, bye. Sao đây con cưng, có khỏe không? Làm người huấn luyện mà cũng phải trả lương cho con ngựa. Không phải con ngựa nào tôi cũng trả đâu. Con ngựa này nó có tánh đó. Nó biết tôi muốn thắng, nó sẽ chạy nhanh hơn. Tôi thấy là trước mặt của mấy con ngựa nụ cười của anh được chân thật hơn. Có lẽ gì? Ăn đi. Nè, đừng cho nó ăn bừa bãi nha. Số lượng thực phẩm của người ăn có quy định đó, cô có biết không chứ? Xin lỗi. Trạng thái của đại tướng quân của tôi hôm nay thế nào hả? Không, tôi tới thăm ngựa thôi. Nghe đám ký giả nói nó khỏe lắm, ai nấy được cái nó về nhất mà. Theo tình hình này, nó thì có cơ hội đó. Nhưng mà phải coi trạng thái lâm trường mới được. Không sao, có nhiều lúc không nên đi hết ga. Sẵn nó thắng nhiều lần rồi mà. Ông chắc đại tướng quân là con ngựa tốt nhất Hồng Kông, nó nhất định sẽ làm vua ngựa 3 lần. Vậy thì tốt. Bạn của anh đó hả? Ông là chủ của đại tướng quân, cô này. Tuấn à, làm gì không có nên dẫn đàn bà tới. Thứ đàn bà này hả, chỉ thích hợp trên giường thôi. Anh nói cái gì đây? Ảnh hưởng anh làm việc không sao, nhưng đừng có làm ảnh hưởng trạng thái con ngựa của tôi. Wow, không phải bắt tôi ở đây chứ? Ông tướng à, chính vì chúng tôi thấy căn nhà này thanh tịnh, ít ai biết anh ở đây cho nên khỏi bị tiết lộ hành tung thôi. Chỗ này có đủ các thứ tivi, tủ lạnh, anh tự nhiên đi nha. Cô Yến đi coi khắp nơi rồi, không thành vấn đề. Thiệt là vất vả cho anh. Hôm nay anh em của chúng tôi sẽ ở suốt với lại anh. Còn cô? Tôi còn bận việc, tối một chút tôi sẽ tới đổi ca. Mình đi. Alo, phải, xếp dân. Được, tôi sẽ tới ngay. Mục tiêu lần này của mình là xoáy làng. Ngoài việc hắn là đầu sỏ cá ngựa gian lận ở sau lưng, giờ còn liên can tới một tập đoàn buôn độc phẩm khổng lồ sở liêm chánh. Và bên cảnh sát đã đạt thành hiệp định sơ bộ, tập nã chắc dĩ quy án. Bên chúng tôi bắt được tình báo là mấy hôm nay họ sẽ có một mối giao dịch, chừng đó mình có thể bắt quả tang. Tốt. Nè, để tôi giới thiệu. Cô Yến, chủ nhiệm điều tra cao cấp của tổ thứ hai. Phương Quỳ, thanh tra cao cấp của tổ quét độc. Thật ra khỏi cần phải giới thiệu, các vị đều quen biết mà. Ở đây chúc anh chị hợp tác vui vẻ. Sơn Trác, anh xin, anh xin. Đứng trái. Đứng lại. Đứng lên. Qua bên kia, coi chừng đó. Dạ. Đứng lên, các anh đứng lên. Đứng lên. Ông Chát, chúng tôi nghi ngờ ông hối lộ hậu quả lợi ích của công chúng, vi phạm điều lệ của hội cá ngựa, bị nghi ngờ là chơi ngựa dòng ngoài buôn bán độc phẩm. Mời ông theo chúng tôi về giúp đỡ điều tra. Cắn lên. Lần này bắt được con xoáy lan thì là vất vả cho anh em hả? Theo tôi thì lần này có anh Quy với lại chị Yến liên thủ. Ê, cặp tình nhân này thiệt là lợi hại. Đúng rồi. Ê, anh chị thiệt là lợi hại mà. Kim đồng ngọc nữ á, lợi hại quá rồi. Ê, vợ chồng đồng lòng với nhau á, có cái gì mà không xong chứ. Phải rồi. Cô ảnh nghe thiệt tình. Chào các vị. Đồ cặn bã. Hồng Kông có luật pháp mà, bất cứ ai cũng có quyền được bảo lãnh ra ngoài.
uống thêm ly nha. Cái gì? Cô hai, nói chuyện thận trọng nha, nếu không thực hiện cô phỉ báng đó. Cô Hồng, cô Hồng, Gia Minh bị ngất xỉu ngoài hành lang. Gia Minh, Gia Minh, Gia Minh, em bị gì vậy? Gia Minh à? Bác sĩ, thận em của tôi như thế nào? Theo kiểm tra sơ bộ, tôi nghi ngờ đau thận. Đau thận? Tại sao lại bị đau thận? Em còn phải làm kiến trúc sư nữa mà. Em không có bị gì đâu, đừng làm cho chị sợ. Không sao, chị biết là không sao. Bác sĩ à, như vậy chừng nào mới làm thủ thuật? Báo cáo khám máu qua đã có rồi. Loại máu của cô không phù hợp với loại máu của anh mình, cho nên không thể làm thủ thuật cho anh. Vậy có nghĩa là sao? Tôi chỉ xin ông lấy thận của tôi đi cứu thằng em của tôi thôi mà. Cô hãy bình tĩnh, nếu không sẽ quấy rầy tới người bệnh. Nếu như loại máu không phù hợp mà miễn cưỡng làm thủ thuật, hiến thân rồi thân thể của anh sẽ bài xích, chỉ hại chết anh mà thôi. Bác sĩ, thần em của tôi không thể nào bị chết, xin hãy cứu nó đi. Tôi chỉ có một thằng em là nó thôi, xin hãy cứu nó. Bao nhiêu tiền thì tôi cũng trả cho ông hết. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, ông hãy cứu nó đi. Tôi đã an bài cho Tôn Gia Minh chờ đợi thần mà người ta quyên ra. Nhưng mà người chờ thần cũng nhiều lắm, thì không biết phải chờ tới lúc nào. Nhưng mà tôi cũng tiếp tục rửa thận cho ảnh, để giảm bớt đau khổ cho ảnh. Nhưng mà ở đây tôi phải nói với cô, rửa thận là một quá trình khá lâu dài. Rửa thận một lần thêm vào thuốc men phải mất mấy ngàn bạc. Nếu như mua một máy rửa thận thì khoảng chừng 300 ngàn. Nếu cô có gì cần thiết, có thể liên lạc với nhà thương, chúng tôi có thể ăn bài cho cô. Bác sĩ nói sao? Không sao. Chị Hồng thì không sao sao? Mình còn việc phải làm lắm. Thôi đi. Lên đi, lên đi. Muốn tìm vậy lên đi, lên đi. Lên, lên. Sao bốc lên? Không phải có đưa người hay sao? À, chào cô. Có mùa đang tới cho các anh nè, ăn xong là nghỉ nha. Ừ, hay quá. Ê, có tin gì nói cho biết đi. Hôm nay có đi đâu không? À, Tuấn à, có tin gì mới cho biết đi. Nếu có tin nội bộ thì đâu có nhiều người bị thua vậy chứ. Khi tôi mới vô nghề, các chú bác báo tin cho tôi, hại tôi bị thua cháy túi đó. Tin bản thân của mình thì tốt nhất. Đúng lắm, ý kiến hay. Khuyển à, chúng tôi đi nha, chỗ này giao cho cô. Đi đi, bye bye. Bye bye. Tư tâm dưỡng tánh hả? Tôi tưởng tôi là người bệnh đó chứ. Cả cái việc đi toilet cũng phải đăng ký nữa. Anh đi đâu? Đi ăn sáng. Cả bữa ăn khuya tôi mang luôn rồi. Ngủ ngon. Ngủ đủ tánh hay sao? Anh không phải là đủ tánh, phải giữ sức cho đầy đủ thôi. Nè, 5 giờ sáng là phải đi coi vợt ban sáng rồi, phải không? Alo, Huy hả? Không được, vừa mới đổi ca thôi. Vậy hôm nha. Ok, hiểu rồi. Bye bye. Chuyện gì? Không, tôi định hỏi chị, nếu như không có anh Huy là bạn trai, chị có tiếp nhận người con trai khác hay không? Cái gì đây? Không có gì, thân đi. Muốn được nghỉ hả? Nói bừa bãi. Một phút 22 giây. Mà Tuấn này có phải uống lộn thuốc hay không? Hôm nay hình như là khác hẳn, chưa hề thấy anh nghiêm túc như vậy. Mỗi người đều có những cái chấp nhất của hắn mà. Anh nói đúng lắm. Hắn thuộc về cái trường đua này. Trời chuyển lạnh rồi. Bác thương sớm như vậy nằm ở trên giường không tốt hay sao? Cháu không nổi à?
buồn ngủ quá à. Vậy ngủ đi. Không cần. Có người đến đổi ca mà. Tôi không muốn khiến cho chị bị bệnh đâu. Chị nổi tiếng là thần xạ thủ mà. Chị biết tự mình săn sóc cho mình chứ. Đi trước nha. Bye bye. Tiếp tục đi. Nè, ngoan nha. Ngoan ngoan. Tôi bắt đầu biết là tại sao lại thích ngựa rồi. Tại vì nếu như là biết con người mình suy nghĩ cái gì. Nhưng mà cô còn thiếu một việc. Đó là cái cảm giác sát cánh bên vai cho nó. Nó biết tôi muốn thắng, tôi biết nó muốn chạy. Chúng tôi mới là những chiến hữu hợp tác tốt nhất. Giờ cái việc này con người vĩnh viễn làm không nổi đâu. Anh như là không có mấy tin con người lắm. Cho tôi thử nha. Cho cô thử. Nó xấu tánh lắm đó. Nè ngoan. Quá. Có phải như vậy không? Giỏi lắm chứ. Nó xấu tánh như vậy mà cũng thu phục cô. Ê, ê, xin lỗi. Đừng có tôi rồi nè, đừng có xịt nữa. Nè à. Nè đừng có xịt nữa mà. Nè ứa hết tôi rồi. Ê đừng có xịt nữa. Ê. À, ý. Đừng có xịt nữa mà. Nè à. Wow. Cô không sao chứ? Tôi đi thay bộ đồ. Bà xã, về tới hả? Ờ. Thắt xong cà vạt làm đồ ăn sáng cho bà nha. Không cần, tôi buồn ngủ quá à. Thằng con phải đóng học phí. Đã đóng rồi. Bà xã à, đêm nào bà cũng về khuya như vậy đâu có thời gian nói chuyện với bà. Tôi đổi việc rồi, tới một công ty mới. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm đó. Có bảnh không? Cà vạt mới đó. Ê, sao lại ngủ mau vậy hả? Ê, không có đêm nào có thời gian nói chuyện cả. Bye bye. Anh chủ yếu là phụ trách thu chi của nội bộ, sổ sách đối ngoại, kế toán của chúng tôi biết làm. Xin mời. Chỗ này là của anh đó. À, cảm ơn. Chào các bạn, tôi là Dương Tuấn Tài, xin chỉ dạy nha. Hello, hey, chào anh, chào. Chào. Nè, ráng làm nha. Ông Chát, xin mời. Ông Chát, hãy yên tâm đi. 60 triệu tháng trước của ông đang đi vòng quanh thế giới và sẽ trở về rất mau. ICAC đội ổ bổ tôi. Ai về doanh trại lớn của tôi lại ở đây? Đâu có ai biết ông chủ ở sau lưng của công ty này lại là ông Chát chứ. À phải, ông Chát à. Dự án của Liêm Chánh có phải là tháng sau ra tòa không? Anh sợ hả? Dạ không phải. Ông Chát à, bên sở Liêm Chánh theo sát mình như vậy, có nên tạm lánh mặt hay không? Mày thiệt điên, chê tiền tanh hả? À nè, theo như các anh thì lần này ai sẽ là vua ngựa đây? Dĩ nhiên là đại tướng quân. Vậy thì phải rồi. Mình mở vòng ngoài cho thiệt lớn. Hãy ai mua vé đại tướng quân, lớn cách mấy cũng được. Trận thứ 7 của đợt đua ngày hôm nay là giải vua ngựa. Hết thảy có 12 con ngựa, vé nhiều nhất vẫn là con số 1 đại tướng quân. Chỉ cần nó vượt luôn giải thưởng của đợt này thì sẽ trở thành con ngựa vượt giải về nhất trong 3 năm liên tục đầu tiên trong lịch sử của Hồng Kông. Yến. Quy. Bạn trai của tôi Phương Quy. Vì này là Mã Tuấn. Đã gặp qua rồi mà. Sao vắng vẻ quá vậy? Thường ngày hãy tới trường đua là cũng kéo cả đám gái đi theo. Có cô Yến ở đây tôi đâu có dám làm mẫu chứ. Ông không coi cô Yến là bạn gái của ông chứ? Anh Quy. Em đẹp như vậy anh sợ ông cô em mà. Bây giờ tôi không được rảnh. Hay là mai mốt nha. Mai mốt tôi sẽ thử. Thôi được, bây giờ cuộc đua đã bắt đầu. Vừa mở cổng thì con số 6 đã phóng ra. Và đại tướng quân chỉ giữ ở chỗ 3 và 4 thôi. Theo lẽ thì con đại tướng quân có xác suất vượt giải cao lắm. Và sau đó là con số 3, số 5 và số 6. Bây giờ đã đi vào đường thẳng, con đại tướng quân đã được dẫn đầu.
chúng tôi cảm thấy con đại tướng quân càng chạy càng xa, đã bỏ xa các con ngựa đàn xa một khoảng cách rất dài và rất là có triển vọng. Qua hả? Nhưng mà không ngờ Lạc Chí Si đã bị té xuống ngựa và lăn vô bờ hàng rào. Tức là đại tướng quân đã được qua trung điểm nhưng mà về nhất cũng vô dụng thôi. Đây là dở quá nè. Đi về là dở ra, về mà dở đi. Dở thì là dở. Ơi, làm gì vậy? Ơi. Tại sao? Tại sao làm vậy? Tại sao làm vậy? Là ông Trác, ông Trác. Trác gì? Ông đừng đi. Tại sao? Trác gì? Tại sao? Tại sao ông làm vậy? Ông là vua ngựa cái nào? Tại sao ông làm vậy hả? Buông anh ra, buông anh ra. Tuấn à, biểu hiện của nó rất tốt, nhưng mà có nhiều lúc tai nạn xảy ra, tôi không truy cứu đâu, anh đừng khẩn trương. Đáng lẽ nó trở thành vua ngựa trong 3 năm, tại sao phải đánh chìm nó? Hả? Tại sao? Tại sao? Đánh lộn ngoài đường dữ vậy? Giờ coi kìa, đi như đánh nhau kìa. Này này này, ngừng tay, ngừng tay, ngừng tay. Cô hai à, nói như chó điên đó, coi chừng nó nha. Chắc gì? Đừng có đánh nữa. Bỏ mặt tôi có được không? Nó đã bị thua rồi. Chắc gì? Xuống xe, xuống xe. Anh hãy bình tĩnh lại đi mà. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Đợi lại cho tao. Ôi, nó đã bị thua rồi mà. Nè, anh đã uống nhiều lắm rồi. Bây giờ chuyện gì chứ? Quỳ đi hả? Bốn chưa hề chơi văn lận hay sao? Nè, nè, tôi nói sao sao? Thôi bỏ qua đi. Ok. Nè, anh đi đâu? Chị ở lại tôi đi theo. Nè, anh muốn đi đâu đó? Anh làm dữ làm cái gì? Chỗ này đâu có ai đụng chạm tới anh. Tôi không được vui. Cô đừng gây với tôi. Tôi biết là anh không được vui. Đại tướng quân không chịu được giải nhất trong 3 năm, nhưng mà năm nay không được thì chờ năm tới. Năm tới con ngựa đã 6 tuổi, làm sao mà đua nữa? Anh có thể bình tĩnh lại nghe tôi nói hay không? Cô đừng nghe với tôi. Tôi không được vui. Tôi muốn mình yên tĩnh. Thường ngày anh lạ lướt lắm mà, tại sao lần này lại chấp nhất như vậy? Phải, tôi thì chấp nhất. Tại vì mộng tưởng của tôi là phải nhờ thực lực của mình, không cần mánh mung, không cần gian lận, phải vượt giải vua ngựa 3 năm cách an hoàng, phá kỷ lục của hội đua ngựa. Hơn nữa, tôi nói cô cũng không hiểu đâu. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao lại không thể cho anh một cơ hội. Thứ ngựa như là tướng quân kiếm 50 năm cũng kiếm không ra đó. Thì đi mua. Đi Mỹ. Tôi là sao đi mua? Cả thế giới tôi này đều có ngựa mà, có phải không hả? Tôi nhất định phải vượt giải. Lần này tôi nhất định phải vượt giải. 5 năm không được thì 10 năm anh còn có thể chờ nữa mà. Chờ làm sao được? Hôm nay không biết chuyện ngày mai. Có lẽ ngày mai tôi đã chết rồi. Rồi bỏ chỗ đó. Phải, bây giờ về tổng bộ. Cẩn thận. À! Thank you.
Để tôi hiệp trợ cho các người chạy trước đi. Cẩn thận nha. Sao rồi? Nè, nè, tôi cõng cô nha. Từ từ. Từ từ. Cẩn thận nha. Xin lỗi đã báo hại anh làm rách áo đẹp. Đẹp cái gì chứ, áo rách thôi. Cảm ơn. Chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Sẽ kiếm đường ra đô thị sau. Chỗ này chỉ có cái nhà rách này thôi. Cô lại bị thương nữa. Đêm khuya như vậy làm sao mà trở ra đây chứ. Không lẽ chờ trời sáng hay sao? Tùy duyên nha. Chết rồi. Điện thoại của tôi đâu? Chỗ này rừng núi hoang vu, có điện thoại cũng đánh không thông đâu. Hay là vậy đi, bắt cùng bồ câu, nhờ bồ câu đưa thơ nha. Tôi thì là phục anh rồi, hoàn cảnh này mà anh còn nhả hứng để mà nói chơi. Làm người suy nghĩ nhiều làm gì chứ, chỉ thêm buồn thôi. Anh ăn sung mặc sướng, lại có tiền xài, anh có thấy không vui hay sao? Anh như là có nhiều điều bất mãn về xã hội này hả? Ai nấy mở miệng ra cũng nói tiền hết. Nếu có tiền thì là đại gia. Nói lý tưởng, nói mục tiêu, người ta nói mình là thằng khờ. Nhưng mà anh cũng như là người có lý tưởng lắm. Anh nói là anh muốn vượt giải vua ngựa 3 năm đó mà, phải không? Tôi thì càng lúc càng sợ cô. Chuyện của tôi hình như là cô đã biết hết gì. Anh cũng đâu phải là khó hiểu lắm. Nhưng có một điều tôi thì là không hiểu. Tại sao anh lại chịu có người gian lận cho người ta? Cô có nghe người ta nói, nếu muốn đạt đến mục đích của mình, muốn cả thế giới nhận đầu mình, trước tiên anh phải toa hiệp cả thế giới trước. Cho dù là ghét họ cách nào, cũng phải đứng vững trong cái đám người này, rồi mới có thể vươn lên. Từ nhỏ tôi đã thích mấy con ngựa. Tiếc là tướng của tôi cao lớn, không thể làm nài được. Sau đó tôi thay đổi chí hướng, phải làm người huấn luyện ngựa xuất sắc nhất Hồng Kông. Tôi phải dùng kỹ thuật của tôi huấn luyện con ngựa tốt nhất. Tôi bắt mỗi con ngựa trong kho của tôi đều phải thắng. Nhưng mà anh không thấy nhiều lúc hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn hay sao? Sai. Sau khi tôi vô dòng ngựa, tôi mới biết trong dòng ngựa là dơ dáy bẩn thỉu như vậy. Nếu như không nhập bọn hợp tác với họ, mấy chủ ngựa vốn không có đếm xỉa phòng ngựa của mình. Nếu không có ngựa vốn không thể mở kho được. Nhưng mà bây giờ lại khác. Đâu có ai không biết Mã Tuấn này chứ. Người huấn luyện ngựa trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất. Nếu muốn thắng ngựa thì phải kéo qua kho của tôi. Nhưng mà bây giờ nó được có danh có lợi rồi, tại sao anh còn phải giúp cho họ chơi gian lận nữa? Tôi có đường chọn hay sao? Trừ khi tôi chịu bỏ mong tưởng của tôi. Nếu như không thì chỉ có con đường này. Đời người có nhiều lúc thì không tự chủ được. Sao đây, vẫn chưa tới hả? Có lẽ kẹt xe thôi. Thôi bỏ đi, hôm nay là sinh nhật của người ta mà. Được rồi, anh cứ hát nhạc của anh đi. Anh chờ em cuối tuần,
Mà sao em không đến? Sao đây? Làm sao mà xử lý cái bánh sinh nhật này đây? Đang suy nghĩ gì đó? Không có. Đầu óc trống rỗng. Trong không gian này không ai biết tôi ở đâu. Không cần suy nghĩ gì hết. Anh có thấy là con người của anh nhiều lúc thiệt là có nhiều cảm tình lắm. Con người thuộc ngôi sư tử hay đa sầu thiện cảm. Không giống như ngôi sao ngưng lý tính như vậy. Sao anh lại biết? Cô biết nhiều chuyện của tôi. Nếu tôi không biết được chuyện của cô có phải là bị thiệt thòi không? Anh em của tôi nói với anh đó hả? Anh còn biết chuyện gì của tôi? Hôm nay có sinh nhật. Tôi có món quà tặng cho cô. Nhân viên của sở liêm chánh không có thể thu nhận lợi ích gì đâu. Tôi tặng quà chưa có con gái từ chối qua đâu. Coi như là tặng cho ân nhân cứu mạng nha. Chiếc nhẫn này là do bạn trai của tôi tặng cho tôi. Không sao đâu. Ngón tay này của bạn trai. Con này là của tôi. Hả? Thôi đừng. Tôi nghĩ chiếc nhẫn này tặng cho các cô gái khác đi. Lâu nay tôi không tặng đồ trên mình của tôi cho người ta đâu. Cô là người đầu tiên. Thiệt đấy. Sinh nhật vui vẻ. Vô đi. Ông Trác, vẫn chưa có tin của Ma Tuấn. Ông Trác, tôi nghĩ là đám người đó. Tôi không muốn nghe giải thích. Bây giờ tổ Phương Vàng lợi hại lắm sao? Chỉ là đàn bà thôi mà. Tôi mặc kệ chuyện gì, Ma Tuấn phải chết thôi. Ông Trác, nếu như mình hủy diệt các chứng cứ thì mình vẫn được bình an vô sự thôi. Đi kiếm thêm người. Đi mời Mã Tuấn về. Cô lạnh đó. Khoác áo lên nha. Cảm ơn. Chị Yến, kiếm gặp chị thiệt là hay quá. Thế nào, có sao hay không? Không gì, bị thương ngoài da thôi. Ê, hey, cô Yến, cách biệt một đêm thôi, sao mặc áo của anh vậy? Cảm ơn, cảm ơn. Chị Yến à, tối qua chị có cái gì không? Cái gì? À, không gì. Em không sao chứ? Chuyện nhỏ thôi. Tối qua đã chờ em cả đêm đó. Có biết người ta bận tâm cho em không? Đã biểu em đừng có liều mạng quá mà. Chiếc nhẫn này mua hồi nào vậy? Cô tôi tặng cho cô đó. Thật ra anh muốn gì? Không, cô ấy nó cứu mạng tôi. Tôi tặng quà cho cô là cảm ơn cô thôi. Anh còn nói mát hả? Nếu không phải anh, cô đâu có bị vậy. Quy, xảy ra bao nhiêu chuyện đâu phải là tôi muốn chứ. Tôi cảnh cáo anh nha, anh đừng có phá bạn gái của tôi, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Hay anh đừng có gây nữa. Khi không ở gần như vậy anh muốn gì tôi biết rõ mà. Anh nói chuyện tôn trọng chút nha. Tôn trọng cái gì? Đừng như vậy mà. Cô Yến, không sao chứ? Không sao. Hai chị hãy đưa anh lên xe trước đi, tôi sẽ tới ngay. Ông Tuấn, mời. Anh Huy, em muốn cho anh biết là em đang chấp hành nhiệm vụ, em đang bảo vệ cho Mã Tuấn mà. Thứ cặn bã này bảo vệ cho nó làm gì? Vậy nó cấp trên thôi đừng làm nữa. Tại sao chứ? Em thì là thích công việc này lắm. Em không nghĩ tới là sẽ không có làm. Anh chỉ biết nghĩ cho mình anh thôi, không bao giờ nghĩ cho em. Thôi bỏ đi đừng gây nữa. Mình vì Mã Tuấn mà gây gỗ, mình sao để làm gì chứ? Tại vì anh có thành kiến với hắn thôi. Tại sao em cứ bên cho hắn vậy? Hai người làm gì đây? Anh nói cái gì? Trai đời gái chiếc lại tặng nhẫn cho nhau, anh đâu có biết làm gì chứ. Cho dù là anh tin hay không cũng mặc, em và Mã Tuấn không có gì đâu.
Em đã quen biết với anh 5 năm rồi mà, tại sao lại nói chuyện với em như vậy? Em thấy thiệt là một sỉ nhục. Xin lỗi Yến, anh chỉ khẩn trương tới em nên mới nói thôi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Yến. Cảm ơn. Tại sao dọn tới đây vậy? Tại vì ở đây họ không dễ gì tìm được anh. Quen anh Huy lâu lắm rồi hả? 5 năm. Nếu tốt số đã là bà Huy rồi hả? Thấy buồn lắm hả? Thật ra lâu nay chúng tôi đã nhường nhịn đối phương lắm, không muốn gây gỗ. Nhưng mà diễn diễn chỉ là anh nói thôi chứ không phải là tôi nói. Rốt cuộc có một ngày tôi không thể nhịn được nữa, nói ra hết những điều buồn bã trong bụng. Tôi thì không ngờ được thoải mái như vậy. Ở trên cảm tình tôi thì là dại dột hả? Đâu phải chứ. Nếu thích một người, có thể gì hắn mà làm vậy. Hôm nay tôi muốn ra phố. Được, vậy tôi cho hai người đi theo anh. Tôi chỉ muốn đi riêng rẽ với cô thôi. Cô rảnh không? Thì không ngờ cô chịu đi ra ngoài với tôi. Mang chiếc trách ở trong mình, anh đi đâu thì tôi cũng phải đi theo chứ. Lần đầu tiên cô cởi ngựa mà khá như vậy, thiệt là thiên phận đó. Tôi thấy cởi ngựa thì là được vui lắm. Không ngờ cởi lên lưng ngựa tự do như vậy, thoải mái quá chứ. Các con ngựa Hồng Kông thiệt là tội nghiệp. Họ chỉ có thể chạy trong một cái vòng, ít khi nào được tự do thoải mái như vậy. Phải, người Hồng Kông hễ mà nghĩ tới ngựa là nghĩ tới cờ bạc. Ai nấy đều mong mấy con ngựa có thể khiến cho họ được làm giàu. Ai nấy đều muốn thắng. Rốt cuộc, tất cả đều là kẻ bị thua. Còn anh? Tôi? Tuy rằng tôi rất coi nặng về vấn đề thua, nhưng mà hoàn toàn không có ăn chung tới tiền. Cho nên anh đã xài tiền như là đổ nước, mua lại thứ yêu quý của mình. Có lẽ là vậy. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh yeah. Hôm nay cô chỉ mặc áo này ra ngoài với tôi. Có phải đã tỏ ý tiếp nhận tôi không? Tôi cứ thấy là anh nói thích tôi cua tôi, nghĩa là nói chơi với tôi thôi. Nếu như cô thấy tôi nói thích cô là nói chơi, chỉ từ nay tôi sẽ không nói thiệt nữa. Nhưng mà công tác của tôi không thể nảy sinh tình cảm với một người mà tôi đang bảo vệ. Làm như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Cô tưởng là cô thì có thể phân biệt rõ ràng vậy sao? Anh có nhiều bạn gái như vậy, bọn không thấy mà sao? Khi tôi gặp được người mà tôi yêu thích, tôi sẽ không thấy mệt. Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. Anh thường hay tới mà vẫn thấy đặc biệt hay sao? Tại vì tối nay đi chung với cô. Đứng im! Ê, xin đừng, xin đừng! Đi! Đi đi! Đi! Lên xe!
Tôi giết không được Ma Tuấn. Tại sao? Cô còn Yến bên cạnh hắn, tôi không muốn gây tổn thương cho con Yến. Mục đích của tôi là hủy diệt tất cả chứng cứ bất lợi cho tôi. Cô đưa bao nhiêu tình báo cho tôi, coi như là giúp đỡ tôi rất nhiều. Chỗ này có 3 triệu, sau khi thành công tôi sẽ đưa thêm 3 triệu nữa. Đủ tiền thuốc men cho em cô rồi chứ? Nhưng mà tôi không có giết Mã Tuấn. Không sao, hồ sơ của bên ICIC thủ tiêu giùm tôi đi. Bây giờ tất cả những văn kiện của Chắc chỉ bị hủy hết. Còn 2 tuần nữa là ra tòa, các người phải đi thu thập lại tài liệu và chỉnh đốn lại ngay. Sếp Dân, tôi muốn xin giờ lại ngày ra tòa có được hay không? Không được. Tại vì nếu còn gia hạn, có lẽ sẽ gặp những phá hoại càng lớn hơn. Mà Tuấn đâu? Cùng với bọn anh cửa ở phòng lớn. Bây giờ việc phải làm là toàn lực bảo vệ cho ông Tuấn, đừng để cho ông bị tổn thương gì. Yes sir. Yến. Anh có chuyện muốn nói với em. Em đang làm việc, có chuyện gì mai mốt rồi nói nha. Anh chỉ muốn nói vài câu thôi, như vậy không được sao? Mã Tuấn, anh chờ tôi một chút. Yến à, em có thể về xin điều chức không? Em bảo vệ người khác đi nha, đừng có bảo vệ Mã Tuấn nữa. Anh Huy à, em thì là không muốn gây gỗ với anh, nhưng mà em thiệt mong là anh phải hiểu cái gì là công tư phân minh. Em biết cái gì công tư phân minh là được rồi. Em bảo vệ hắn thôi, có cần đi cởi người với đàm với hắn không? Anh cho người theo dõi em. Anh bận tâm với em thôi. Anh đã nghi ngờ tới em. Hắn nổi tiếng là thứ chơi gái, anh lo là em bị hắn gạt thôi. Tôi thật sự thích cổ mà. Mắt mở vậy đó anh. Nhờ anh Quy à, Quy à, đừng có đánh nó mà á. Nhờ hai anh đừng có đánh nó mà, nè tránh nó đi. Nhờ đừng có đánh nữa, đừng có đánh nó mà. Nhờ trách nhiệm của em là bảo vệ cho anh, nếu tình trạng nhân chứng bị nguy hiểm em sẽ nổ súng. Tại sao em cứ binh cho nó đồ cặn bã này, có đáng vậy sao? Tại sao lại không có chịu dứt bỏ thành kiến, gì gì cũng là anh đúng hết, người khác là sai hết chứ? Mà tôi nói đúng, ở với anh 5 năm anh chỉ cần một người đàn bà thuần phục dân lời ở bên cạnh của anh mà thôi. Anh có nghĩ tới cảm giác của em hay không? Thì ra em ở chung với anh thì không được vui vậy sao? Được, thì mình chia tay đi. Được, mình chia tay. Vì cảm tình không có lỗi hay phải, chỉ có điều thích hợp hay là không. Sao chưa ngủ vậy? Bà xã về tới hả? Thiệt là mệt quá. Thằng Quang đâu? Nó ngủ rồi. Mai là lấy được anh thôi, nếu không thì tội nghiệp. Bà xã, nghe tin tức nói là tài liệu bên sở liêm chính của bà đã bị nổ tung hả? Như vậy nên mới chết.
Bây giờ cả tổ người ngày đêm để lo thu thập tài liệu. Nếu không không thể buộc tội thằng Mắc Dịch đó. Vậy thì tiếc lắm. Tôi có làm chạy yến cho bà. Tôi lấy cho bà nha. Ê, ông xã, ngồi xuống đã. Chuyện gì? Anh có biết là suốt đời em điều may mắn nhất là gì không? Có phải là năm ngoái được trúng số 1000 không? Không phải. Bốc thăm ở gia hàng Bách Hóa trúng được một cái lò điện. Không phải. Vậy là cái gì chứ? Là lấy được người chồng này hưởng suốt đời. Em làm việc cực khổ như vậy, thương em là dĩ nhiên rồi. Ông xã, em vừa thấy mệt quá à. Định là làm xong vụ án này sẽ xin nghỉ phép. Hay là mình tới Âu Châu bù lại tuần trăng mật nha. Em có thiệt mới nói nha. Nhưng mà anh nghĩ chưa chắc được đâu. Dạo này công ty mới của anh bận rộn dữ lắm. Anh nghĩ là mai mốt phải mang đồ về nhà mới làm xong đó. Mới đây đã đi Âu Châu rồi hả? Không chờ anh sao? Alo ông Trần hả? Bây giờ là 59 đồng. Đúng. Phải. Nè, khoan nói đã. Khoan nói đã. Xin lỗi nha. Nè, cái máy vi tính bị bệnh độc rồi nè. Làm ơn coi lại hồ sơ này đi. Xin lỗi nha. Được ta. Làm ơn giờ tới từ cảnh sát. Dạ. Chạy đi đâu nữa hả? Cái đĩa từ đó đâu? Không biết. Thì không biết. Anh không nói không những là anh chết, cả người nhà của anh cũng không xong đó. Anh tưởng anh có thể lộng hành sao? Vợ của tôi là ICAC đó. Anh thả tôi xuống mau đi. Nếu không vợ của tôi sẽ kiện ông. Thả tôi đi. Thì ra người mà đưa cái dĩa máy vi tính đó tính tiền cảnh sát. Chứng cớ đó mà buộc tội chắc gì. Lại là anh Tài. Anh Tài. Nè, chị đừng có khóc nữa. Tại sao? Tại sao lại giết chồng tôi?
Nhớ, bố tôi ra, mà chết tôi giết nó, bố tôi ra, tỉnh lại đi, tôi ra, đừng có giết tôi, chết đó, chết mình tỉnh lại đi, bố tôi ra, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, nhớ, chết mình tỉnh lại đi. Phải, tôi là người nằm vùng để giết chết chồng của chị đó. Tôi đã ăn tiền của chất dĩ và phải giết chết Mã Tuấn. Phải, hãy biểu người tới đi. Làm nổ tung chiếc cano ra cũng là tôi đây nè. Việc gì cũng là tại tôi thôi. Tại vì tôi cần tiền. Đừng nha. Súng của tôi có đạn đó. Đừng có ép tôi nha. Chị là ICAC, tại sao chị lại làm như vậy chứ? Qua bệnh. Qua. Thì chúng tôi về đi. Tôi biết tất cả những điều tôi làm đều là sai. Thì sẽ bị luật pháp chế tài. Nhưng mà không phải là bây giờ. Chị đừng có làm lỗi nữa. Được. Xin lỗi các người. Chờ cho tôi gặp Gia Minh xong rồi thì các chị hãy tới bắt tôi. Không không. Chị Hồng. Chị Hồng. Gia Minh em ngoan nha. Đừng có làm cho chị hai sợ. Gia Minh. Gia Minh. Chị hai. Đã hết chuyện rồi. Có chị hai đây nè, không có sao. Em sẽ được lành lại mà. Em nhất định sẽ được lành lại. Chỉ cần em được lành lại thì chị. Chị hai có chuyện gì vậy? Chị hai không có khóc đâu em à. Chị đừng có khóc nha. Em à, em hãy ráng làm sao để lành lại cho mau đi. Em muốn làm gì thì chị hai cũng làm theo hết. Có tốt hay không? Chị hai à, chị đừng có làm quá nhiều việc cho em nữa. Em không muốn chị chịu cực đâu. Không có. Chị không có sao đâu mà. Em hãy ráng lành lại cho chị mau thì chị nhất định sẽ mừng lắm. Ai? Chị nghĩ sau này khi mà em đợi mũ vuông có phải thiệt là đẹp không? Em tốt nghiệp. Em tốt nghiệp đội mũ vuông dĩ nhiên là đẹp chứ. Chị biết là em nhất định mạnh lắm mà. Nhất định. Chị hai biết. Chị hai biết mà. Gia Minh. Gia Minh. Gia Minh. Em gạt chị. Em nói là em làm kiến trúc sư. Em gạt chị. Gia Minh, em có biết không? 20 mấy năm nay chị chỉ có hai chị em của mình thôi. Chị không muốn cho người ta, không muốn người ta cười chị vì đứa em không có dám đi đám cưới. Nhưng mà chị thì không sao. Mình phải có tiền. Mình cần phải có tiền. Các người có biết hay không? Tôi không muốn cho thằng em của tôi bị chết đâu. Em thật là hư quá. Vì mà em bỏ đi. 20 mấy năm nay rồi. Em thiệt không có nghe lời của chị. Em thiệt là hư quá. Tôi cần tiền. Các người biết tôi cần tiền lắm hay không? Tôi không để cho nhà mình bị chết đâu. Không thể để cho nhà mình nó bị chết.
Chạy mau! Anh lái xe đi! Đừng bắn. Cảnh sát tới rồi. Tôi đồ hàng. Từ từ, làm từ nha. Tránh được, tránh được. Từ từ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.